Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 56. Những đức động công đoạn chúng ta học tập, quý vị. Những công đoạn này khi bị nghe tăng thêm cái tính tâm niệm Phật mình rất là kiên cố, vì đây là những công đoạn mà lời dạy của chư tổ sư, cái âm đức của các ngài để lại cho chúng ta. Khi mình nghe bằng cái tâm chân thật tiếp nhận và áp dụng thì lợi ích rất là lớn. Một môn thâm nhập trong thời mạt pháp, người học Phật nên dùng tâm thành thật niệm Phật là nguyên tắc. Duy chỉ dùng một môn trì danh niệm Phật để thâm nhập. Nhân vì chúng sinh thờ mạt pháp căn cơ thấp kém, nên việc quán tưởng và quán tượng nếu chẳng phải là người thượng căn thì khó có thể thành tựu. Chỉ nên hết lòng chân thật niệm một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật sẽ vô cùng bảo đảm. Khi mình nghe những công đoạn này, mình tăng thêm tính tâm niệm Phật. Tổ sư dạy mình nên dùng pháp trì danh. Pháp trì danh là chúng ta đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật động môi là hay nhất. Thí dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là mình lễ Phật với vị niệm rõ ràng đó: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là quý vị dẫn đó là trì danh, là động môi. Hoặc đi đứng nằm ngồi: Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó cũng là trì danh. Cứ dùng pháp trì danh là hay nhất. Và dùng pháp trì danh nó sẽ giữ được câu Phật hiệu lâu dài. Tại vì mình động môi nên giúp cho cái tâm của mình cũng được giữ lâu. Hai bên từ tâm nhớ miệng niệm, nghĩa là từ tâm nhớ miệng niệm. Nếu như chỉ dùng tâm nhớ thì chúng ta rất dễ bị cảnh bên ngoài dẫn đi, nên mình rất dễ bỏ câu Phật hiệu. Dùng tâm nhớ nhưng phải kết hợp miệng động để niệm. Rồi chúng ta lúc lễ Phật thì dùng thân lễ nữa, thì kết hợp quá đặc biệt luôn. Nên mỗi một người chúng ta dùng pháp trì danh, và tổ sư cũng nói nên dùng pháp trì danh niệm Phật. Còn quán tượng thật tướng thì đó là bậc thượng căn mới áp dụng được. Còn bậc hạ căn thì chúng ta dùng pháp trì danh là hay nhất, nhưng phải dùng thâm nhập một môn mà tu. Thâm nhập một môn là chuyên niệm Phật là bảo đảm nhất. Tổ sư nói bảo đảm cái gì? Bảo đảm một đời giảng sanh. Mà hiện đời này quý vị chuyên nhất niệm Phật thì quý vị cũng có sự an lạc rất là nhiều. Còn quý vị tu môn này môn kia môn nọ nhiều quá,
vì cũng dễ loạn tâm, vì thiếu cái sự an lạc. Còn nếu vị chuyên nhất niệm Phật thì quý vị cũng an lạc nhiều. Nên tổ sư nói rằng nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài là bảo đảm nhất, bảo đảm một đời sanh cực lạc, bảo đảm hiện đời an vui. Mà khi chúng ta có cái tâm niệm Phật sanh cực lạc, mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc, thì quý vị càng tu càng giảm bớt đi cái sự hơn thua đấu đá. Và càng tu thì quý vị càng bớt đi cái tâm kiêu ngạo ngã mạn. Quý vị nhớ, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn nó đáng sợ lắm. Nó hại mình hồi nào không hay. Thí dụ như chúng ta có cái tâm phấn đấu thì con người nó cũng phát triển. Nếu mất cái tâm phấn đấu thì con người mình nó cũng giống như nằm để trời xuống rụng vậy đó. Còn con người phải có cái tâm phấn đấu, cố gắng, nỗ lực thì việc đó đúng rồi. Nhưng nếu mà cái tâm kiêu ngạo ngã mạn ta đây, cái này rất nguy hiểm. Giống như mình thành công trước mắt đó, nhưng mà mình quá cứ là tự hào, quá kiêu ngạo, coi trời bằng dung, và nghĩ mình lúc nào cũng là mình làm cái gì mình cũng thành công, mình không bao giờ có sự thất bại, là giống như là bất khả chiến bại. Thì đây là một cái thảm hại cho một con người có tâm tính đó. Nên quý vị nhớ rằng trong cái cuộc đời này, nếu như quý vị là người tu hành muốn về thế giới cực lạc thì nhất định quý vị phải có những cái khảo đạo thử thách. Thí dụ như cái người lớn khảo đạo mình vượt qua rồi, cái tự nhiên tới đứa nít không ra gì nó khảo đạo mình, quý vị có vượt qua được hay không? Thí dụ như quý vị lớn mà người lớn khảo đạo quý vị, lớn hơn quý vị khảo đạo quý vị, vì nó lớn hơn mình khảo đạo mình thôi nhìn, nhưng mà tới đứa nít không ra gì nữa khảo đạo quý vị, quý vị có vượt qua được hay không mới quan trọng. Nếu như quý vị nghĩ hồi đứa nít không ra gì thì nó không ra gì thì nó gì thì kệ nữa thì cũng tốt, cũng đặc biệt, vì nó không ra gì để ý tới làm chi mất công, vậy cũng là đặc biệt. Nên nếu như một người niệm Phật sanh cực lạc thì chắc chắn chúng ta phải gặp những sự trở ngại, những sự khảo đạo thử thách. Và trong cuộc đời tu hành của chúng ta, đừng bao giờ nói rằng quá thuận tiện, yên, thoải mái quá. Quý vị nhớ kỹ, bất cứ cái gì quý vị thành công là quý vị suy nghĩ đến cái thế nào cũng có sự trở ngại và có cái thất bại. Khi quý vị có nghĩ điều đó, dù nó chưa đến, nhưng khi nó đến quý vị sẽ không đến nỗi quá hụt hẳn. Nhớ kỹ, cách nghĩ đó cũng là một phương pháp hay để giúp cho tâm kiêu ngạo quý vị giảm sút. Cái tâm kiêu ngạo nó đáng sợ lắm quý vị. Có những việc người ta không nói tên tuổi gì mình, và bản thân mình cũng vì cái tâm kiêu ngạo mà nó đã hủy hại mình rồi đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn nó ghê gớm lắm quý vị. Con người sống trong cuộc đời này, nào là có khi con người ta chết gì trong cái thị phi, rồi chết trong cái bị người khác nói này nói kia mình kích động. Mình là người tu hành, mình phải duy trì và giữ được cái tâm mình niệm Phật, mình phải phân biệt được việc đúng việc sai. Còn nếu như mà mình dễ bị người ta kích động thì quý vị thất bại. Khi quý vị thất bại rồi, có không ai thương quý vị, không ai giúp quý vị đâu. Nên những đức nói rằng là những đức chân quý Phật pháp lắm, vì nhờ Phật pháp cứu cuộc đời mình. Nên cái ơn mà những người mà giúp mình biết Phật pháp, mình nhớ ơn lớn lắm. Nhớ ơn bằng cách là cả đời mình dù gặp sự trở ngại gì mình cũng nắm chắc Phật pháp. Dù bao nhiêu con người đến với mình thì mình vẫn học Phật. Không ai đến với mình vẫn học Phật. Mình có bao nhiêu ngôi chùa, mình vẫn học Phật. Mình không có ngôi chùa nào, mình vẫn học Phật. Vì sao? Vì Phật pháp cứu cuộc đời mình. Phật pháp đã cho mình những ngày tháng rất ý nghĩa trong cuộc đời, những thời hoàng kim trong cuộc đời, sống để ngước mặt nhìn đời có ý nghĩa. Đây là rõ ràng Phật pháp mới cho mình được chỗ này.
những đức thấy rõ ràng, cha mẹ những đức sanh, những đức nuôi, những đức khôn lớn. Những đức tới 29 tuổi mới gặp Phật pháp. Nếu như những đức không gặp Phật pháp thì dù cái ơn sinh thành của cha mẹ có lớn lao cỡ nào thì những đức cũng là một thanh niên sống cuộc đời vô nghĩa. Bây giờ mình nói rằng nhờ cha mẹ cho mình cái thăng mình mới được gì, nhưng quý vị nhớ, những đức 29 tuổi gặp Phật pháp mới được như vậy. Nếu như những đức không gặp Phật pháp mà chỉ có cha mẹ cho những đức cái thăng và có anh em giúp đỡ thì những đức cũng là một thanh niên ăn nhậu bê tha ngoài đời, chứ không phải được như vậy. Vì cha mẹ mình không có dạy mình biết Phật pháp. Nhưng cái ơn sinh thành của cha mẹ thì mình phải công nhận là mình phải biết ơn. Nhưng quý vị phải công nhận là ơn của thầy, ơn của Phật, ơn của Phật, ơn của thầy rất lớn, vì đã cho mình gặp Phật pháp. Nên bản thân mình phải nhớ kỹ cái ơn đó rất là lớn. Thí dụ như Đức hướng dẫn người tu thì cũng như ơn của thầy đi. Thì phải nhớ rằng dù những đức chưa bao giờ xưng làm thầy, nhưng cái ơn hướng dẫn mình biết tu, cái ơn đó cả đời mình biết ơn, cả đời mình biết ơn. Còn bây giờ người thân anh chị gì đi chăng, họ có kích động nói gì đi chăng, mình phải nhận thức từ khi mình học Phật mình được có lợi ích hay không. Cái này mới là cái quan trọng nè. Chính bản thân những đức bây giờ có ai nói Phật pháp cái gì, nhưng bản thân những đức hỏi những đức là Phật pháp có được lợi ích như thế nào. Những đức nói Phật pháp tuyệt vời quá, bây giờ mấy ông có nói hay ho cỡ nào, anh chị em tôi có nói hay ho cỡ nào, thì anh chị em tôi cũng cho tôi được cái gì. Dù họ có cho bị một chút vật chất, nhưng bản thân của họ làm sao cho bị sự an lạc như trong nhà Phật cho quý vị. Nên mình phải nhận thức được cực kỳ sâu sắc thì mình mới chọn học Phật mà kiên định tâm, không bị dao động tâm. Đó là cái chỗ quy nhất niệm Phật, một môn thâm nhập mà duy trì được cái tâm, giữ được cái tâm tu mà không bị người dao động. Còn nếu không quý vị rất dễ bị dao động. Có người ta đừng có nói là không tu, cả tu, nếu không duy trì giữ được cái tâm giải thoát thì quý vị phát triển về tâm kiêu ngạo. Mà tâm kiêu ngạo mà nó đã phát triển mạnh lên thì tác hại cho quý vị bất chợt, giống như quý vị chạy nhanh tưởng đâu đường thẳng, đường bằng, nhưng quý vị té có khi quý vị ngồi gì không nổi. Té ngồi gì không nổi đó, hết sức là cẩn thận. Nên con người sống, cái phương hướng định hướng nó phải cực kỳ chuẩn. Con người mà phương hướng định hướng không chuẩn thì mình giống như là bị người ta nắm đầu quay như dế. Một con người có trí tuệ họ quay mình, việc đó họ càng quay càng tốt. Gặp con người mà nó không có trí tuệ gì nó quay mình thì đúng là mình thê thảm uổng một đời. Thí dụ như giờ mình làm cha làm mẹ người ta, mình gặp Phật pháp mà mình không có định hướng, đứa con không biết tu gì bao nhiêu nó quay mình, thì đây quý vị coi cực kỳ thê thảm không? Nó quá thê thảm luôn. Cái đứa con không biết tu gì hết chứ. Mà thí dụ như nó vì một cái ngã gì, vì cái kiêu ngạo của nó gì mà nó quay mình đó. Thì quý vị thấy quý vị thê thảm chưa? Nên những đức nói cái định hướng của người tu nó quan trọng. Thí dụ như giờ mình làm cha mẹ, mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, tương lai mình được nhà chùa lo, quý thầy hộ niệm đưa tiễn mình, rồi hỗ trợ mình có đường niệm Phật giảng sách. Chứ con mình chưa chắc nó hỗ trợ mình cái này được bao nhiêu. Có khi mình bệnh đau một cái, nó đưa mình đi gặp bác sĩ bệnh viện, thì có khi mình thọ mạng đến, mình qua một đời mình. Nếu mà mình mà không có định hướng gì Phật pháp sâu sắc thì thí dụ như chỉ cần ai kích động cái gì thì con mình nó lỡ nó đem mình về. Nó đem mình về, nó để mình một cái chỗ nào, nó đi làm tối ngày, nó để mình chỗ nào đó, nó để miếng đồ ăn, nó cho mình ăn đó. Nó vì cái ngã của nó gì đó, rồi là nó để mình đại gì đó. Mình sao mà kệ mình, hoặc đem mình đi đâu cho phức mắc. Chứ tại vì cái kiêu ngạo, cái ngã của họ nó khiến cho cha mẹ phải khổ vậy đó. Bắt mặc kệ, miễn nó làm cho vừa bụng nó thôi. Còn nó có lo mình hay không lo mình mặc kệ, miễn nó làm cho vừa bụng mà thôi được. Vì thế nếu mình mà không có định hướng là mình sẽ bị con cái nó quay mình. Mà đứa con lại không thu bao nhiêu nó quay mình. Còn nếu như cái người mà có trí tuệ họ quay mình, họ chuyển, họ quay mình để nó quay mình vào cái việc giải thoát thì đúng là quá đặc biệt rồi.
mình khỏi cần phải lo, khỏi cần phải suy nghĩ tới. Vì họ quay mình để mong tốt, vì họ cũng muốn làm việc tốt. Còn nhiều người đó không biết tu là nó vì cái ngã của họ, vì cái ta của họ, mà họ làm cho vừa bụng của họ thôi. Họ mặc kệ những chuyện khác, chỉ vừa bụng của họ là được rồi. Chỉ vừa bụng cái lúc tức giận của họ là được rồi. Giống như làm việc vì cá nhân á, vì cái tức của mình làm cho hả hê mình là được rồi. Nó vậy thôi, cho hả hê mình thôi. Còn mặc kệ ai sao mặc kệ người ta. Quý vị coi như bản thân những đức bây giờ lo cho mấy ngàn con người, nhưng nó đâu có như vậy nữa đâu quý vị. Nó đâu có cái gì mà nói làm cho tự hả hê cái tâm mình như ngày xưa ngoài đời đâu. Mà những đức bây giờ có những cái những đức cũng không cần phải suy nghĩ tới làm gì. Như bữa đó ngày 1 tháng 5 đó, nghe một cái chị ca sĩ chị hát xong chị kể về câu chuyện. Ta nói những đức, những đức trong lòng lúc đó nghĩ, ồ tại sao lúc này mình không chịu khuyên Phật tử đổi lại về sao? Ai mà nói mình gì trong lòng mọi người chúng ta, niệm một câu Phật hiệu cầu nguyện cho họ đi. Cầu nguyện cho họ chuyển nghiệp đi. Vì nó hay hơn quý vị. Nếu mà vậy thì nó quá đặc biệt. Có nghĩa là mình gặp những sự việc bản thân mình có cái cũng bực, cũng tức. Nhưng mà viết rồi mình tu tập, mình niệm Phật viết, mình sẽ chuyển hóa. Mình sẽ chuyển hóa, mình không có những cái tâm bực tức nữa. Rồi mình chuyển hóa. Thôi mình niệm một câu Phật hiệu còn hay hơn. Chứ không có cần phải đặt vấn đề gì nặng nề chứ cho nó mệt. Vì mình được niệm Phật là mình tương lai mình giảng sanh. Còn nếu như người ta mỗi ngày đi làm những cái chuyện mà này chuyện nọ, không phải, thì bản thân người ta mình biết quả báo rồi. Nên từ nơi đó mỗi người chúng ta biết được niệm Phật nên cố gắng niệm Phật. Biết niệm Phật nên siêng niệm Phật là tốt nhất. Vì cuộc đời có người mình được niệm Phật một ngày là tốt một ngày. Niệm Phật một giờ tốt một giờ, niệm Phật một phút tốt một phút. Không niệm Phật tạo tội nghiệp thì chúng ta phải mang tội nghiệp. Nên từ nơi đó mà con người phải gầy dựng một cái định hướng cho cực kỳ mạnh. Cái định hướng mà không gầy dựng cho mạnh là mình thất bại dữ lắm. Nên tu hành vì sao nhiều người cũng bỏ cuộc quý vị. Mà khi mà họ bỏ Phật pháp rồi họ khổ te tu, họ không có cửa quay lại luôn đó quý vị. Quý vị nhớ một con người nghe, họ còn hư gì nghe, nhưng họ còn giữ cái tâm tu học, họ còn gần gũi Phật pháp thì họ không đến nọc. Cũng nhờ bạn đồng tu, nhờ ông thầy cũng nhắc nhở mình, bản thân mình cũng không đến nổi mà mình lao theo dòng sấy luôn. Nhưng nếu quý vị mà bỏ Phật pháp, xa Phật pháp, xa chùa là quý vị lao theo dòng sấy luôn. Khi quý vị hoàn toàn hư hết trơn, lúc đó quý vị hối hận cũng muộn màng, nó không còn thể nào quay lại được nữa. Và bạn đồng tu, người tu xa cách quý vị hết. Cái gì cũng gì quý vị, tố nào theo tố nấy. Mình hướng đến tu thì bạn tu đến với mình. Mình hướng đến đời thì đời nó đến với mình. Mình hướng đến sự hơn thua đến với mình. Mình hướng đến sự giải dối đến với mình. Mình hướng đến sự chăm thọt đến với mình. Mình hướng đến chỗ nào thì cái chỗ đi theo. Giống như những đứa kể câu chuyện mà cầm dao muốn đi giết người mà nguyên một đoàn người hung bạo đi theo. Quý vị công nhận là 100%. Cái người mình hướng người ta giảng pháp niệm Phật giảng sanh thì người niệm Phật giảng sanh đi theo mình rất đông. Còn quý vị hướng người ta đi chăm thọt, người ta chăm thọt đi theo quý vị rất đông. Nó đều có mã người hết quý vị. Vì cảnh ma có ma theo, cảnh quỷ có quỷ theo, cảnh Phật có Phật theo, cảnh Bồ Tát theo, cảnh A-la-hán theo, cảnh hiền thiện theo. Nó có nghĩa là quý vị gieo tâm nào thì nó phát tướng nấy 100%. Quý vị mà học Phật quý vị nhận thức sâu sắc đi, thấy rõ ràng luôn đó. Nên mình á, mà bị ai nói đến mình, nó tiêu nghiệp rất là nhanh. Vì sao? Nó kéo nguyên một cái vàng mà mình đã từng thiếu nợ, nó quy nhất về một cái chỗ đó. Rồi nó tập trung lại, nó nói mình, nó chửi mình. Xong là mình mà chịu niệm Phật, dịu cái tâm, thì lúc đó trả nghiệp một lúc luôn, nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Trả quả báo rất nhanh. Nếu nói là họ hại mình, nhưng thật sự họ giúp mình quý vị. Thật sự họ giúp mình là họ tập trung người là hết một lần để họ chửi mình, họ nói mình, họ muốn hủy hoại danh tiếng của mình, họ muốn hạ bệ mình. Một lúc đó mình trả xong luôn, qua báo thế gian mình trả xong. Nếu như quý vị mang tâm quan hỷ vui vẻ. Còn nếu như mà bực bội khó chịu, bắt đầu nó quay, nó tung lên một phát, là bắt đầu nó giống như nó đói khẩu đó nha. Nên quý vị theo một ông thầy đi học Phật, mà ông thầy mà ông quan hỷ, ông vui vẻ, ông đụng như sự cố mà ông quá dạy, ông không có sự tranh đấu là vì mừng.
Nếu ông mà tranh đấu là nguyên một dàn quý vị phải chi tranh đấu. Tại quý vị theo ông thầy đó, quý vị thích, quý mến, tôn trọng thầy đó quá. Mà ai nói tới ổng là quý vị sẽ rất tức. Nhưng ổng phiên mình là không tức, không hận, không thù. Thì quý vị tức hận thù làm gì? Vì chuyện không phải của mình, thấy không? Nên mình theo học tập với một ông thầy quan trọng. Nếu không thì cái nhân duyên nó đã dính nhau rồi, họ sao mình sẽ bị ảnh hưởng gì đó. Nên những đức thường khuyên tất cả những người trưởng đoàn dẫn đi rất là quan trọng. Mình bản thân mình chưa có phải cá nhân của mình nữa đâu, mà bản thân mình phải nghĩ bao nhiêu người đi theo mình để đi học Phật. Mình đã dẫn nó đi học Phật nên mình phải duy trì tu học để người ta duy trì tu học. Nên những đức cũng từng khuyên người đi tu học với những vị trưởng đoàn, dù họ như thế nào bản thân mình cũng phải tu học. Vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Cái này là những đức phá cái tâm những đức ra, những đức nhắc nhở kỹ lưỡng hết trơn. Họ cái gì những đức không có lỗi với họ, cái gì những đức cũng nói rõ ràng, rất rõ ràng. Nên những đức nói với quý vị nghe, quý vị chỉ cần niệm niệm gì chúng sanh mà bản thân quý vị khi quý vị bị chửi, bị mắng, và quý vị vẫn làm việc gì chúng sanh, cái này không đơn giản. Những đức mới nghe được một câu mà của một ca sĩ mà bữa đó hát mà nói như đức một câu, nói rằng thầy làm việc thì phi thường quá. Khi ban đầu mà con coi thấy cái video mà thầy ngủ gục mà niệm Phật, con nói ủa thầy ngủ gục sao thầy không đi ngủ đi chợ, sao thầy gục đi gục xuống làm chi vậy? Nhưng mà con coi những video khác thì con mới nghe thầy nói, con mới hiểu. À thì ra là thầy muốn làm việc là lạ cho một số người thích cũng nhận thức, mà họ không thích thì họ bấm vô, dù họ chửi thầy tiếc nhưng mà họ cũng nghe được câu Phật hiệu. Vì những con người mà thích chửi đó thì chắc chắn là họ thích tạo nghiệp rồi, thì đụng cái gì họ cũng thích nói, nhưng mà họ được gieo cái chủng tử, cái nhân niệm Phật vào tâm họ. Có nghĩa là niệm niệm gì họ mà vì dám làm những điều đó. Nên những đức bữa đó nghe cái cô ca sĩ của nói một câu mà nói đúng rồi, cái nghĩ này mình cũng nghĩ tới. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là niệm niệm gì người là việc rất quan trọng. Niệm niệm gì người đó là sự an lạc. Và những đức càng tu học, những đức lại nghĩ ra nhiều cái là rõ ràng những người mà họ muốn hại mình là những người họ tập trung một lượng người hại mình, là cái nhân mình đã từng hại người đó, một lượng người đó tập trung lại một chỗ luôn, giải quyết một lần một xong luôn. Nên qua báo thế gian mà không trả thì chúng ta sẽ trả quả báo tam đồ. Cái này nguy hiểm lắm. Nên á, một câu Phật hiệu này hay lắm, nó sẽ cho quý vị một lý giải rộng rãi vô cùng, và cho quý vị một cái góc độ trí tuệ nhìn nhận sâu sắc cái cuộc đời này. Quý vị sẽ không hận thù ai, không hận thù người khác, sẽ hóa giải cái tâm. Tại vì sao? Chỉ có vài ba câu kích động thôi mà mình nó dễ dao động, chứ đừng nói chi là tính nguyện niệm Phật giảng sanh. Mình là người tích nguyện niệm Phật giảng sanh mà bị người ta dao động mấy câu là mình nó bị kích động, mình không quay lại được là mình thua. À, nên cái chuyện con đường giảng sanh là một cái điều đó rất quan trọng. Phải gây dựng thôi, phải cố gắng niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật. Cái này quan trọng đó quý vị. Nguyện đảm bảo gia hộ cho quý vị gây dựng tính nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ.